Chào các bạn, mình đang đi cánh phía nam của Phú Yên. Và cái địa điểm mình đang đứng ở đây nó là một cái địa điểm check in trước khi các bạn đi tới mũi điện đây. Đó, một cái địa điểm cực kỳ đẹp nhé. Tại đây thì các bạn có thể nhìn toàn cảnh của bãi môn và cả cái ngọn hải đăng nữa. Chút nữa thì mình sẽ đi theo một cái cung đường, tức là địa điểm đầu tiên thì đây là cái địa điểm check in đây rồi. Sau đấy thì sẽ đi mua vé xong rồi đi một vòng lên trên kia, lên trên chỗ ngọn hải đăng mũi điện ấy. Sau đấy thì mình sẽ đi theo cái đường về này. Đường về là cái đường men theo xuống dưới bãi môn này, đây là cái bãi môn nhá. Và xong ấy thì lại cái chỗ gửi xe. Mình đang ở dưới chân mũi điện đây. Với các bạn nào mà đi xe máy thì các bạn xuống đây, các bạn gửi xe đây này. Còn nếu như gửi ô tô thì các bạn gửi góc kia. Các bạn mua vé thì giá là 20.000 vé người lớn, còn trẻ em thì 10.000. Và bây giờ các bạn sẽ bắt đầu một hành trình cũng khá là gian nan, đi khoảng hơn 1 cây số. Nhưng mà ở đây, các bạn thấy không, đường này nó sẽ là cái đường bê tông nhé, và sẽ có chỗ có bậc, chỗ không. Đó, thế nên nó cũng không đến nỗi. Nhưng với cái cụ già thì cũng khá là vất vả đấy. Cái cung đi cánh nam này thì nó cũng không có nhiều điểm đâu, nhưng mà mỗi điểm thì đều rất thấm. Như cái mũi điện này thì các bạn sẽ leo một cái đoạn cũng khá là xa, cũng khá là vất vả. Ở đây, khi các bạn đi thì họ sẽ có cái chỗ để các bạn dừng lại đây, cực kỳ mát. Các bạn có thể tránh nắng, tránh mưa, ngồi nghỉ ngơi. Đối với những cái bạn nào mà đi 3 ngày 2 đêm và các bạn chỉ có cái quãng thời gian ngày đầu tiên ấy, từ tầm khoảng 9-10 giờ các bạn mới tới Tuy Hòa, thì các bạn có thể tranh thủ các bạn di chuyển đi phía mũi điện này luôn. Nếu như vào mùa mưa thì các bạn xác định trước là các bạn đi mũi điện, chỉ đi mỗi mũi điện thôi, và có xuống Vũng Rô để ăn trưa thì xuống. Đó, thế nên các bạn cũng chỉ cần nửa ngày là các bạn có thể khám phá hết cái địa điểm ở phía cánh nam này rồi. Còn vào mùa khô ấy, khi mà trời nắng đẹp, thời tiết thuận ấy, thì các bạn nên đi cả Hòn Nưa nữa. Tại vì Hòn Nưa rất đẹp, các bạn vừa tắm biển, vừa được ngắm san hô. Và chút nữa thì mình sẽ trải nghiệm đi ra Hòn Nưa. Ở đây là một cái góc mà các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh của cái bãi môn này. Và nếu như bạn nào trèo qua đây thì các bạn có thể chụp hình này. Đó, góc này cũng rất đẹp. Đây là cái bãi môn. Thì chút nữa thì mình sẽ đi cái đường phía dưới kia và đi xuống dưới cái bãi môn này. Góc kia là cái đường, cái chỗ mà check in vừa nãy mình dừng lại ấy. Từ ngày 13 tháng 8 năm 2020 thì mọi người sẽ không đi theo đường này để lên trên ngọn hải đăng nữa. Ngày trước thì đi được, những lần trước mình đi thì đều đi được hết. Nhưng mà có mới đây thì họ sẽ yêu cầu các bạn phải đi đường này hết, và họ sẽ không cho lên hải đăng nữa. Cũng hơi tiếc một chút, tại vì lên trên cái ngọn hải đăng ấy thì cũng rất đẹp. Nhưng mà thôi không sao cả, các bạn đi ra cái địa điểm mũi điện, cái địa điểm là cái cột mốc ấy, gọi là mũi cực đông của Tổ quốc ấy. Tại đấy thì các bạn có thể chụp hình cho các bạn, nếu như các bạn đi sớm, đi từ sáng sớm ấy, thì các bạn có thể ngắm bình minh ở đấy, nơi được coi là cái đón ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam. Ngày xưa thì cái đường này nó họ làm cái đường đất cơ, nhưng bây giờ thì họ làm đường bê tông rồi, thế nên cũng không đến nỗi quá vất vả đâu, nhưng cũng là một quãng đường cũng khá là xa đấy. Đến rồi, rất đuối. Đây, đây là cái phía trên của chỗ mũi điện, kia là cái cột mốc. Thật ra cũng có một cái chút cái tranh cãi giữa cái địa điểm tháp đôi, mũi đôi ở Khánh Hòa
vào cái địa điểm mà mũi điện lãnh này của bên Phú Yên. Nhưng mà dù có thế nào nữa thì đây cũng là cái địa điểm thuận lợi nhất để mà các bạn có thể check in được cái điểm cực đông. Chứ còn mũi đôi thì nó rất xa, rất khó đi. Đó, đây, đây là cái cột mốc. Các bạn có thể tranh thủ chụp hình với cái này. Đây là cái toàn cảnh các bạn sẽ nhìn thấy khi mà các bạn đứng ở trên này. Rất đẹp, rất thoáng. Và phía xa kia kìa là cái ngọn hải đăng. Ngày trước thì các bạn có thể đi lên trên đấy, lên thẳng cái trên cái nóc kìa. Nhưng hiện nay thì các bạn sẽ không đi được cái lên trên ngọn hải đăng này nữa. À, các bạn, họ ngăn chỗ này rồi và các bạn không lên được đâu. Đó thì các bạn có thể đứng dưới phía dưới này, các bạn chụp hình cũng được, rất đẹp. Nói chung thì ở cái vị trí cái mũi điện này thì có rất nhiều cái góc chụp đẹp ấy. Đây, ví dụ các bạn đứng đây này, các bạn chụp điện lên phía trên này cũng rất đẹp này. Hay phía đứng trên cao kia một chút. Và tại đây thì cũng có một số cái nhà chờ này. Nếu như mệt, nếu như nắng thì các bạn có thể ghé qua đây bạn ngồi bạn nghỉ ngơi. Đây là cái đường để lên trên ngọn hải đăng này. Hôm trước mình thấy họ để cái biển không cho đi cơ. Bây giờ không thấy có cái biển nữa thì các bạn có thể di chuyển lên trên kia một chút. Chắc là các bạn cũng không lên hẳn được cái ngọn hải đăng đâu. Thế nên các bạn có thể đứng đây các bạn chụp hình rất đẹp nhé. Đó, và cái khu này thì các bạn nhớ chú ý là cấm leo trèo, không là rất nguy hiểm nhé. Tại cái nhà chờ phía trên này thì các bạn sẽ nhìn được cái toàn cái cảnh phía dưới này. Đó, rất đẹp. Mà lên trên này rất mát nhé, cũng khá là vất vả đấy. Thế nên nếu như mà các bạn đi phải xác định tâm lý trước, lên đây sẽ tương đối là mệt. Nhưng mà khi đến đây thì các bạn sẽ có rất nhiều cái góc chụp hình chụp đẹp. Hơn hết là các bạn sẽ được đến một cái nơi gọi là cái điểm cực đông của Tổ quốc. Một cái điểm cột mốc cực kỳ thú vị. Và cũng là một cái cột mốc mà rất rất nhiều người mong muốn có thể được check in ở đây. Giờ thì mình sẽ di chuyển xuống phía dưới bãi môn, sau đấy thì đi ra cái bãi gửi xe rồi đi đến cái điểm tiếp theo. Trời nắng quá, thế nên mình đeo khẩu trang, mong các bạn thông cảm. Chứ mình không đeo chắc chút nữa xuống tới nơi kia chắc mình không còn nhìn thấy, nhận ra mình nữa rồi. Khi mà đi xuống thì các bạn sẽ có một cái chỗ có cái biển này, nó chỉ là bãi môn, thì các bạn sẽ di chuyển đi xuống phía dưới này. Dưới này thì các bạn cũng phải đi bộ đoạn khá xa, cũng lại có cả đường bằng lẫn cả cái đường bậc thang ấy. Nhưng mà cái ven cái đường đi xuống đấy thì cũng rất đẹp. Bây giờ thì mình sẽ chạy xuống đấy, xong thì mình sẽ nói cho các bạn một chút cái thông tin về cái bãi môn đấy. Tại vì sẽ có rất nhiều người sẽ không nắm được cái thông tin này, tại vì nó sẽ rất nguy hiểm đến cái tính mạng của các bạn. Ui, mát tình ở người này. Trời, nước ở đây thích chết. Mát quá. Bạn sẽ vượt qua một cái đoạn đường như này, khá là vất vả. Và bạn xuống tới cái bãi biển bãi môn này, bạn có thể thấy là cái bãi biển đây nó tương đối là trong, xanh và ngõm nông thôi. Tuy nhiên thì các bạn phải nhớ cho mình là giống cái biển người ta để kìa. Ở đây ấy, nó rất có rất nhiều cái dòng nước xoáy ấy. Thế nên nó có thể cuốn các bạn ra phía ngoài bất cứ lúc nào. Thế nên tuyệt đối các bạn không nên tắm ở đây nhé. Tuyệt đối. Tại vì đã có cơ số người, cũng một vài người rồi, đã từng bị đuối nước ở đây rồi. Thế nên dù có đẹp thì các bạn đừng có tham xuống đây tắm biển, rất nguy hiểm. Đặc biệt là ai không biết bơi, quá nguy hiểm luôn. Thì góc kia kìa, thì họ có những cái chòi ấy. Thì nếu như các bạn muốn nghỉ ngơi, các bạn có thể vào đây các bạn nghỉ. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển đi về lại chỗ gửi xe. Đây, một quãng đường cũng khá là xa nữa, băng qua sa mạc. Sau đấy thì sẽ di chuyển đến cái điểm tiếp theo. Bọn bò này khôn phết này.
cũng ở trong cái lán để đỡ nắng à. À đúng rồi, ổn đấy. Video khác. Mình đang ở Vịnh Vũng Dô. Đây, cả một cái khoảng không gian này. Và nếu như các bạn đi vào cái ngày trời mà nó ít mây hơn và nắng ấy, các bạn sẽ thấy cái vịnh Vũng Dô này nó hiện lên cực kỳ đẹp luôn. Đi dọc từ phía trên kia đi xuống thì nhìn cực kỳ mê. Và khi mà đến các cái vịnh Vũng Dô này thì các bạn có thể tham quan này, ngắm cảnh. Và đây, cái vị trí này các bạn có thể dừng lại, các bạn đứng chụp hình với toàn cảnh cái vịnh. Đó, hay phía trên kia cũng được. Các bạn đứng ở phía trên kia thì cảnh nó sẽ bao quát hơn. Phía xa xa kìa. Đó, nó là cái Hòn Ngưa. Một cái địa điểm nữa mà chắc chắn là các bạn không được bỏ qua, đặc biệt vào mùa hè. Tại vì cũng chỉ cái khoảng thời gian mùa hè thì các bạn mới có thể đi ra được cái Hòn Ngưa đấy. Và các bạn có thể tắm biển, các bạn lặn ngắm san hô. Muốn đi ra được cái Hòn Ngưa đấy thì các bạn sẽ đi ra những cái bè mà các bạn ăn hải sản ấy. Các bạn có thể thuê một cái cano hoặc là các bạn ghép cái cano với người khác. Giá đâu đấy tầm khoảng 100.000 một người. Nếu trường hợp có thể ghép đủ 10 người thì các bạn có thể, họ sẽ có đầy đủ dụng cụ các thứ để cho các bạn ra đây tắm biển, lặn ngắm san hô. Còn nếu như mà vắng ít người hơn thì cái chi phí nó sẽ cao hơn. Chút nữa thì các bạn sẽ đi xuống bên dưới đấy. Các bạn sẽ thấy rất rất nhiều cái quán, cái bè hải sản. Và các bạn tha hồ chọn. Thật ra thì các bạn chọn những nào cũng được. Về cơ bản thì nó cũng không quá khác nhau nhiều. Mình đã từng ăn đâu đấy 2-3 cái quán hải sản ở phía dưới này rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn một gợi ý cực kỳ ok để các bạn có thể tham khảo khi các bạn đi xuống dưới phía nam, phía chỗ Vịnh Vũng Dô này. Mình đang đứng ở một cái địa điểm lịch sử. Đây là một cái địa điểm nó cách cái chỗ mà mình vừa đứng ấy, đâu đấy tầm khoảng 2-3 cây số thôi. Các bạn cứ đi thẳng xuống phía dưới, dọc cái đường xuống cái cảng Vũng Dô kìa, thì các bạn sẽ xuống đến điểm này. Gọi là cái địa điểm di tích tàu không số. Đây là một cái địa điểm lịch sử, thế nên xin phép mình không dám nói nhiều, tại vì mình cũng không phải là người quá am hiểu về lịch sử. Thì các bạn cũng thông cảm. Chỉ biết rằng đây là một cái nơi mà lưu giữ cái con tàu mà ngày xưa, tức là trong quá trình vận chuyển cái con đường Hồ Chí Minh trên biển ấy, vận chuyển vũ khí ấy, thì bị địch phát hiện. Thì khi đó thì bộ đội phải phá hủy con tàu này. Và khi đó thì nó nằm ở cái vị trí bãi chùa ở phía góc kia kìa. Các bạn chút nữa thì các bạn từ đây các bạn đi bộ ra thì các bạn sẽ thấy một cái nơi mà người ta ghi là cái di tích tàu không số. Đó, và đấy là cái nơi mà cái con tàu nó chìm. Nếu như mà các bạn đi bộ ấy thì các bạn đi được này, đi ra chỗ kia và chỗ đấy thì có cái di tích tàu không số kìa. Thì các bạn có tham quan. Còn nếu như các bạn ra bè thì các bạn có thể lựa chọn một cái phương án nữa. Đây, sẽ có một cái cano họ chở miễn phí các bạn ra ngoài bè để ăn trưa và đi ra Hòn Ngưa. Đây, mình đang di chuyển cái con đường cầu gỗ này để đi ra cano, để di chuyển đi ra cái chỗ bè ngay đây thôi. Đó, các bạn thấy xa kia nó có một cái là cái di tích tàu không số. Thì các bạn nếu như các bạn đi bộ thì các bạn cũng có thể ra đấy được. Nếu không thì các bạn đi cano của bên nhà bè này thì cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Cũng gần thôi, chắc chỉ khoảng 2-3 phút để là các bạn ra đến cái chỗ cái nhà bè rồi. À, tôi bảo cái góc kia kìa, góc kia cũng có san hô đấy. Bây giờ thì không biết còn hay không. Các bạn thấy không, nó một cái là cái di tích tàu không số. Và con tàu nó chìm ở đây cả. Bạn đi bộ thì bạn đi ra đường kia, góc kia thì cũng có thể đi bộ được. Đó, đó, cái địa điểm di tích tàu không số này. Đó, nhà bè đây. Mình đang thở. Nó thật là hôm qua về bị ốm, thế nên hôm nay leo cái mũi điện thôi mà thở không ra hơi. Chưa bao giờ nhé, đâu đấy mình đi đâu ấy 5-6 lần mũi điện rồi, chưa bao giờ mệt như hôm nay. Và bây giờ thì thật sự không muốn ăn một cái gì cả, vừa phải mua một lon nước yến để mà hồi sức lại. Ngày hôm trước thì mình có đi 4 người và mình có ăn ở đây, thì các bạn có thể xem cái bữa ăn của mình ngày hôm trước, một cái bữa ăn cũng khá là tốn tiền. Trong đấy thì có cái món tôm hùm là cái món tốn tiền nhất.
Nhưng mà cũng là cái món mà các bạn nên ăn nhất khi mà các bạn đến cái chỗ cái bèo Vũng Dô này. Tại vì tôm vũ hùm ở đây cũng rất ngon, rất tươi. Đó kìa. Đó, phía góc này họ bày rất nhiều cái hải sản ở trong cái lồng này. Và toàn những hải sản tươi sống thôi. Các bạn thích ăn gì các bạn chọn. Sau đấy thì các bạn ra bàn, các bạn nghỉ ngơi, các bạn đi hoàn nưa xong rồi về, quay trở về các bạn ăn uống. Như vậy là ok nhất. Đấy, ra đây, đây mới chụp được chứ. Này, đây, đây. Chụp hình, chụp hình. Cười cái, cười đi. Hai đi. Xin không? Đây, đây, xin gái này. Chụp hình nhá. Chờ mãi chẳng có. Áu. Mình mũ bay đúng không? Chờ mãi không có ai ghép cả, cho nên là bao nguyên cái căn hộ này. Đây bác tài này. Nếu như các bạn thuê nguyên một căn hộ ấy thì khoảng 800 đến 1 triệu cho một đoàn tầm khoảng 8 đến 10 khách. Còn tất nhiên nếu như các bạn đi một mình thì các bạn phải chấp nhận các bạn trả chi phí một cái căn hộ khoảng 8 đến 10 người rồi. Đấy khoảng khách nhá. Anh ơi, khoảng bao nhiêu phút thì đến nhỉ? Đi khoảng bao nhiêu phút thì tới ạ? 15 phút. Đi khoảng 15 phút là từ cái chỗ bè để ra tới chỗ Hòn Ngư. Còn cái đường à vâng, anh bảo là 10 phút và mình cũng không nghe thấy rõ anh nói cái gì cả. Tại vì tiếng người Phú Yên hơi khó nghe. Đó thì cũng khá là xa đấy. Đi các bạn sẽ thấy rất nhiều cái bè hải sản đây. Thì người ta nuôi hải sản như này. Mình đang ở Hòn Nưa rồi. Lại hồi rồi, lại khỏe rồi. Đúng là nước Yến thần kỳ. Đây là cái Hòn Nưa. Đó. Một cái bãi biển mà cực kỳ đẹp. Nước cực kỳ trong và xanh. Ngày xưa thì mình đến đây nó còn hoang sơ cơ. Nhưng bây giờ thì họ bắt đầu họ xây dựng thêm một số cái hạng mục để tức là mọi người có thể lên trên này, mọi người uống nước, nghỉ ngơi. Và đây có rất nhiều cái trò chơi mà các bạn có thể chơi này. Mô tô nước này, rồi cái kéo phao chuối này. Cực kỳ vui. Đó thì bạn nào mà muốn có nhu cầu thì các bạn có thể đăng ký, các bạn tham gia. Ngoài ra thì tất nhiên là đến đây thì các bạn chắc chắn là các bạn không thể bỏ qua cái tiết mục lặn ngắm san hô được. Bởi vì san hô ở đây thì nó không quá to đâu, nhưng nó rất nhiều màu sắc. Nếu các bạn đi thì các bạn nên đi vào tầm trưa hơn. Ui cái gì đấy. Tại vì tầm trưa thì cái lượng khách nó sẽ đông nhất ấy. Thì khi đấy thì các bạn sẽ có thể ghép được cano. Chứ còn các bạn đi 1-2 người mà các bạn thuê nguyên cano thì cực kỳ tốn kém. Tốt nhất là gọi trước cho bên nhà bè ấy. Thì để bên nhà bè họ sắp xếp. Và hẹn giờ bạn đi thì các bạn sẽ có thể đi được cano ghép thì chi nó sẽ tiết kiệm hơn. Đây là cái giai đoạn đầu mùa thôi. Chứ còn bên này ấy thì cái lượng khách rất đông ấy. Thế nên nếu như vào cái mùa cao điểm ấy thì kể cả ngày trong tuần hay cuối tuần ấy thì gần như cái thời điểm nào trong ngày thì bạn cũng vẫn có thể ghép được cano. Đó, hôm nay thì làm sao ấy. Nó chờ mãi không thấy người. Hình như đâu đấy chiều tối mới có một cái đoàn nữa ấy. Thế nên mình phải đi cano riêng. Đó, nhưng thôi không sao. Cái bãi biển Hòn Nưa này thì nó chính xác thì nó thuộc cả hai tỉnh, tức là nó ở giữa cả tỉnh Phú Yên lẫn Khánh Hòa. Cái phía chỗ bãi biển này thì thuộc cái tỉnh Khánh Hòa, còn phía góc trên kia thì thuộc tỉnh Phú Yên. Đấy là mình theo mình được mọi người chia sẻ như thế, chứ còn chính xác thì mình không nắm 100%. Ở đây thì các bạn lên trên này, các bạn có thể nghỉ ngơi ở đây, chụp hình ở đây cũng rất đẹp. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển đi ra cái chỗ để lặn ngắm san hô cho các bạn xem cụ thể san hô đây nó như thế nào nhé. Đó, còn mình thì mình không có thích tiết mục tắm biển. Ui mát khủng khiếp luôn. Trời ơi, trong chưa, cực kỳ trong nhá, xanh nữa. Đó, hôm nay báo nguyên một cái cano. We'll be right back.
từ Vè đi về lại đây. Bạn thấy không? Chiều này, cái thủy chiều nó rút, nước nó rút ấy, thế nó cạn từ tận kia kìa. Vừa nãy cái cano kia thì phải lội bộ xuống thì mới đi được vào trong này. Họ vẫn đi buổi chiều này, thì các bạn ra ăn đến tầm khoảng 8 giờ tối cũng được. Còn nếu như đoàn thì các bạn đi muộn hơn một chút thì họ vẫn nhận bình thường. Hôm nay thì mình được trải nghiệm cái hoạt động đi cano ra hồ nước rất là thú vị. Đặc biệt là thấy một cái sự thân thiện cực kỳ nhiệt tình của mấy cái anh bên lặn bằng bình khí ấy. À, bây giờ ra hồ nước ấy, ngoài việc các bạn lặn bình thường ấy, các bạn lặn bằng kính lặn ấy, thì các bạn có thể lặn bằng bình khí nhá. Đó, ở ngay cái chỗ bãi tắm ấy thì giá sẽ là 700.000 một người cho 20 phút. Với các bạn thì đấy là một cái giá cũng khá là cao. Nhưng mà chỉ khi mà bạn lặn bình khí xuống thì các bạn mới cảm nhận được hết cái đẹp của san hô. Đó, thế nên nó cũng là một cái trải nghiệm rất đáng để các bạn cân nhắc khi mà các bạn đi hồ nước. Giờ thì mình sẽ di chuyển lại về khách sạn. Hôm đấy thì tự nhiên tối. Rất cảm ơn các bạn đã đón xem video này của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Giới thiệu cho bạn một địa điểm nữa. Đó là cái bãi Tiên này. Đây là một cái địa điểm mà thu hút rất nhiều khách địa phương. Khách du lịch thì ít thôi, nhưng mà chủ yếu đây là khách địa phương. Họ đến đây họ tắm. Cái bãi này là một bãi biển cũng rất đẹp và nó cũng khá là nông ấy. Chiều chiều thì có rất nhiều người ta đây tắm này. Và có một điều rất đặc biệt của cái bãi biển này, đó là đây các bạn thấy như thế này, nó sẽ có một cái dòng nước ngọt nó chảy từ trên núi này, đây từ trên núi này nó chảy xuống đó. Thế nên là khi mà các bạn tắm xong ấy, tắm xong nước ở kia kìa, nước biển ấy, thì các bạn có thể tắm tráng luôn ở đây đó. Các bạn thấy không, có cái anh kia anh đang tắm kìa. Đó, một cái điều rất thú vị của cái bãi biển này.